kêu là người ta gọi là cái làng Sài Gòn Condo. Cả nhà nhìn xem, đây là cái làng Sài Gòn Condo thì ở nó nằm ở hướng đông nam của thành phố Houston, thì có một cái làng nhỏ nhỏ, đây là làng Sài Gòn. Thì cùng bầu trời Texas đi, Houston thì có diện tích tổng cộng là 50 55 55 56 cái phòng, kêu là cái unit đó. Unit là giống như là một cái phòng nhỏ nhỏ, có 50 mấy hộ gia đình ở trong đây cả nhà. Thì đây là cái quang cảnh mà bầu trời muốn chia sẻ cho cô chú anh chị biết được, là cái quang cảnh mà hầu như là trong đây là toàn là người Việt Nam sinh sống trong đây thôi cả nhà. Hầu như là cô bác anh chị mà ở trong cái làng này là đa số là hưu trí, người ta mới ở trong đây cả nhà. Hầu như là 90% là cô bác anh chị hưu trí là ở trong đây. Làng này thành lập là cái tòa nhà thành lập này cách là năm 1965, 65 là tính ra là bây giờ là gần 60 năm rồi cả nhà. Ở đây có rất là nhiều cải xà lách.
Ấn Độ thì ở đây là cái làng này có rất là đông người Việt Nam sinh sống ở trong đây cả nhà. Bên đây có cái bảng người ta muốn ai có muốn sửa chữa quần áo gì đó thì cứ alo cho cái người đó thì người ta sẽ sửa chữa quần áo đó cả nhà. Thì đó là cái quang cảnh mà bầu trời muốn đi chia sẻ cho cả nhà biết được là một cái làng. Làng Sài Gòn cả nhà. Đó, Sài Gòn Condo. Thì cái làng này có là trên dưới là gần 60 năm rồi cả nhà. Mày dạ, có tiếng anh. Mày nói chịu không? Mày về làm cái gì? Quay bỏ lên trên YouTube chơi. Quay gì lắm hả? Ở Sài Gòn. Quận 8. Quận 8. Quận 7. Rồi vậy hả? Rồi vậy hả? Tại sao mà quay lên được cái... Quay lên và chia sẻ lên cho người ta biết lên làng của mình vậy đó. Hả? Tiền lắm mà hả? Dạ. Anh làm gì anh? Anh đang làm gì anh? Đi vòng chơi hả? Anh ở đây hả? Anh ở đây hả? Anh ở đây hả? Không ở đây, vô đây chơi thôi hả? Chơi thôi. Đây là mấy cái bảng hiệu, danh hiệu, mấy cái bảng nội quy đó cả nhà. Đó, đây là cái làng Sài Gòn. Làng Sài Gòn. Biết cái này mùng tơ này, biết không? Gao mồng tơi không à. Gao mồng tơi à. Tơ à. Có bạc hà nữa. Đây là mồng tơi mà. Gao mồng tơi nè. Đó là mồng tơi đây. Dạ. Đây bạc hà nè. Có bổ nữa. Mát lắm. Cái này lá gì qua này à. Thành đó. À, không phải, gì cái gì nó căng lắm á. Hành nè. Cải gì đó. Lá tí tô nè. Lá tí tô tím tím hành đó. Wow, hành tươi quá trời tươi. Đó, cả nhà. Này ngò gì đó. Lấy gì nấu canh qua mắt tư qua tên rồi. Bùa ngót. Lá bùa ngót á. Tươi sợ. Bùa ngót nấu canh đó. Canh bùa ngót đó. Đây hành. Cải.
đi. Trời nè. Nhìn nhìn nè. Đây Sài Gòn đó cả nhà. Có hình như là theo mình tìm hiểu là có rất là người, nhiều người Sài Gòn ở đây, nhiều người ở Sài Gòn á, nhiều người đúng. Rất là đông người Việt Nam ở Sài Gòn, người ta sinh sống ở trong cái làng này cả nhà.